Xin chào các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với môn khoa học. Trước khi vào môn học, chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bài hát nhé. Chúng ta vừa nghe xong bài hát, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Và chất đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đó chính là vai trò của chất bột đường. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các chất dinh dưỡng có trong thức ăn hàng ngày của chúng ta. Bây giờ thầy và các em sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi nhé. Các em hãy phân loại giúp mẹ những thức ăn, đồ uống có nguồn gốc động vật và thức ăn, đồ uống có nguồn gốc thực vật. Sau đây hãy cùng nhau tham gia trò chơi đi siêu thị giúp mẹ. Mẹ đã mua một những món ăn sau: thịt gà, bí đao, đậu phộng, đậu cô ve, rau cải, sữa, nước cam, cá hồi, cơm, thịt heo và tôm. Bây giờ các em hãy lựa chọn ra đâu là những thức ăn có nguồn gốc động vật và đâu là những thức ăn có nguồn gốc thực vật nhé. Thức ăn có nguồn gốc từ động vật đó chính là thịt gà, sữa, cá hồi, thịt heo và tôm.
Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật đó chính là bí đao, đậu phộng, đậu cô ve, rau cải, nước cam, cơm. Chúng ta vừa tham gia xong trò chơi đi siêu thị giúp mẹ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân loại thức ăn. Người ta có thể phân loại thức ăn bằng những cách nào? Dựa vào nguồn gốc của thức ăn, như trò chơi chúng ta vừa tham gia, thì thức ăn được dựa vào nguồn gốc của thức ăn có thể phân loại thành hai nhóm. Đó chính là nhóm thức ăn có nguồn gốc từ thực vật và nhóm thức ăn có nguồn gốc từ động vật. Ngoài các phân loại dựa vào gốc thực vật hay động vật, người ta còn dựa vào các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Khi dựa vào các chất dinh dưỡng trong thức ăn, người ta chia thức ăn ra làm 4 nhóm. Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm, nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo, nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, trong nhiều loại thức ăn còn chứa chất xơ và nước. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vai trò của chất bột đường. Các em hãy nêu tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường mà em biết. Ở đây thầy có một số hình ảnh về những thức ăn có chứa chất bột đường. Các em có thể nêu tên được hết các món ăn này không? À, đầu tiên đó chính là gạo, bắp, bánh quy, bánh mì, mì sợi, chuối, bún, khoai lang, khoai tây. Chất bột đường có vai trò như thế nào đối với cơ thể của chúng ta? Chất bột đường giúp chúng ta cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể. Như vậy, nếu chúng ta ăn thức ăn mà thiếu chất bột đường, cơ thể chúng ta sẽ bị mệt mỏi, uể oải. Bây giờ, thầy và các em sẽ cùng nhau hoàn thành bảng sau nhé. Trong bảng này có 3 cột. Cột thứ nhất, số thứ tự. Cột thứ hai, tên của thức ăn. Cột thứ ba, nguồn gốc của loại cây. Nhiệm vụ của các em đó chính là từ tên của thức ăn, các em có thể điền ra thức ăn đó lấy từ loại cây nào hay không nhé. Ví dụ như gạo thì được lấy từ cây lúa. Bây giờ các em sẽ hoàn thành những thức ăn còn lại nhé. Các em đã có đáp án cho mình chưa? Bây giờ thầy sẽ sửa bảng nhé. Thức ăn là bắp hay còn gọi là ngô thì lấy từ cây bắp hay là cây ngô. Bánh quy thì được làm từ bột mì, mà bột mì thì được lấy từ cây lúa mì. Bánh mì cũng tương tự được làm từ bột mì và nguồn gốc của loại cây đó chính là cây lúa mì. Mì sợi cũng vậy, cũng được làm từ bột mì, cho nên nguồn gốc từ loại cây đó cũng chính là cây lúa mì. Chuối thì được lấy từ cây chuối. Bún thì được làm từ bột gạo. Khi gạo xay nhuyễn ra thì chúng ta sẽ có bột gạo, cho nên nguồn gốc từ loại cây của bún đó chính là cây lúa. Khoai lang được lấy từ cây khoai lang hay còn gọi là dây khoai lang. Khoai tây thì được lấy từ cây khoai tây. Các em thử dò với đáp án của mình xem đã đúng hay chưa nhé. Sau đây chúng ta cùng nhau quan sát một số hình ảnh của các loại cây mà những loại cây này cho ra sản phẩm, đó là thức ăn chứa chất bột đường. Cây lúa đã cho chúng ta những hạt lúa. Những hạt lúa này đó chính là gạo. Ngoài ra, khi chúng ta xay nhuyễn gạo thì chúng ta còn có bột gạo làm ra các loại bánh cũng như là bún. Tiếp theo là bắp. Cây bắp cho chúng ta những quả bắp, và trái bắp này chính là một thức ăn chứa chất bột đường. Khi bắp này được xay nhuyễn thì chúng ta có một loại bột, đó chính là bột bắp. Cây lúa mì. Cây lúa mì có những bông lúa mì này, người ta sẽ xay nhuyễn ra và tạo ra đó là bột mì. Cây chuối cho chúng ta những quả chuối, và những quả chuối này là một thức ăn chứa chất bột đường.
Dây khoai lang, khi chúng ta trồng khoai lang thì chúng ta sẽ có thu hoạch được, đó chính là dây khoai lang. Và khi đào đất lên thì những phần rễ của dây khoai lang này chính là củ khoai lang. Và củ khoai lang chính là thức ăn chứa chất bột đường. Cây khoai tây, khoai tây chính là phần rễ nằm ở dưới đất phình to. Người ta thu hoạch được củ khoai tây, và củ khoai tây cũng chính là một trong những thức ăn chứa chất bột đường. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta cần phải lưu ý, thức ăn được chia thành 4 nhóm. Nhóm chứa nhiều chất bột đường, nhóm chứa nhiều chất đạm, nhóm chứa nhiều chất béo, nhóm chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Và trong nhóm chứa nhiều chất bột đường ngày hôm nay, chúng ta cũng phải nhớ vai trò của nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, đó chính là cung cấp năng lượng cho cơ thể và duy trì nhiệt độ cho chúng ta. Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em chăm ngoan học tốt.